Chào các bạn, đây là cái chiếc loa di động mới nhất của JBL vừa chính thức có hàng tại Việt Nam. Chúng ta cứ tạm gọi nó là loa di động đi ha, dù trọng lượng nó lên đến 15kg. Tuy nhiên, Partybox 300 vẫn được hãng tích hợp một cái viên pin 10.400mAh, giúp cho cái chiếc loa nó có thể hoạt động liên tục tới 18 tiếng đồng hồ. Bên trong chiếc thùng này, các bạn sẽ có một cái thân loa nè, một cái sách hướng dẫn sử dụng, 4 sợi dây sạc đầu số 8 với 4 cái đầu chuẩn jack cắm khác nhau, và một cái sợi dây nguồn DC dùng để cắm trên ô tô. Các bạn lưu ý giùm mình là cái sợi dây màu cam này nó là dây nguồn chứ không phải là dây sạc ha. Kiểu như chẳng may cái chiếc loa này hết pin thì các bạn cắm trực tiếp vào ô tô để lấy điện và tiếp tục quẩy thôi. Để sạc pin thì các bạn vẫn phải sử dụng cái sợi dây nguồn đầu số 8 này. Để các bạn dễ hình dung về cái tước thì ở đây mình có một cái cây vật điện nè. Cái món này thì chắc là nhà nào cũng có rồi. Mình sẽ ướm thử để các bạn so sánh ha. Và bề mặt trước của chiếc loa sẽ là một cái tấm lưới kim loại để ngăn côn trùng hoặc là những cái đồ vật khác rơi vào bên trong màn loa. Và bên trong này bao gồm hai cái màn loa woofer 6,5 inch và ba cái màn loa tweeter 2,25 inch với cái công suất 120 W cho một cái chất âm mạnh mẽ. Bao xung quanh hai cái màn loa woofer này sẽ là một cái hệ thống đèn LED nhiều màu và 4 cái bóng đèn chớp rất là bắt mắt. Và các bạn có thể tinh chỉnh ba cái chế độ đèn chớp khác nhau qua một cái nút bấm ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bề mặt nút điều khiển này. Ở trên cái bề mặt đứng của chiếc loa sẽ là cái trung tâm điều khiển với những cái phím bấm mềm, bao gồm một cái phím nguồn nè, phím pair Bluetooth, phím bật tắt hệ thống đèn cũng như là chỉnh cái chế độ đèn chớp như là mình đã giới thiệu lúc nãy. Và 5 cái chấm nhỏ ở đây thể hiện cái thời lượng pin của chiếc loa. Bên này sẽ là phím tăng giảm âm lượng, phím play pause cũng là cái phím qua bài. Các bạn bấm 2 lần tới và 3 lần lùi bài. Và một cái phím bấm chức năng tăng bass. Mình khá là thích cái phím bấm này, nó giúp tăng cái lượng bass lên rất là rõ rệt và tổng thể chất âm trở nên dày dặn hơn rất là nhiều. Đối diện bên kia là bề mặt đế thì các bạn cũng sẽ có một cái chiếc wire sách như thế này để có thể mang vác chiếc loa đi lại. Mình rất là tiếc khi mà Partybox 300 lại không được trang bị bánh xe, sẽ giúp cho cái việc di động nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Ở mặt sau lưng của chiếc loa sẽ là một cái ống thắt hơi và những cái cổng giao tiếp khác. Từ bên trái qua các bạn sẽ có cái cổng nguồn DC cắm bằng cái sợi cáp màu cam lúc nãy để cắm trên ô tô, một cái cổng sạc pin đầu số 8, một cái cổng USB dùng để sạc pin cho các thiết bị ngoài, hoặc là các bạn có thể cắm USB vào và chơi cái playlist yêu thích của mình đã chép sẵn nhạc ở trong đó ha. Cổng aux in để các bạn có thể cắm dây hai đầu 3.5 đối với những cái nguồn phát không có Bluetooth như dạng PC chẳng hạn, và một cái nút bấm để chuyển kênh left right theo ý muốn. Bởi vì Partybox 300 có khả năng be thêm một cái nữa để trở thành một cặp loa stereo hẳn hoi. Hai cái cổng analog input và output. Và hai cái cổng đặc biệt này để các bạn có thể cắm micro vào hát hò những ngày Tết, hoặc là cắm luôn cái guitar vào đó để mà tự mình thể hiện một cái bài hit nào đó với cái phiên bản acoustic chẳng hạn. Đó là những tính năng mà JBL Partybox 300 sẽ đem lại cho các bạn mà mình vừa mới giới thiệu xong. Giá bán chính thức tại Việt Nam của chiếc loa này là 11.900.000 đồng, khá cao, nhưng những gì mà nó đem lại là hoàn toàn xứng đáng. Đối với mình là như vậy. Còn các bạn thế nào? Comment ngay bên dưới cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video của mình.